searching for a longer day. People feeling like the hi, I am ơi. Và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ nhé. Hello, hello. Cái nó cần mình sẽ bán một trong hai con Quillen đi nếu mà cần em ơi. À. Có đồ cho floor này, đồ cho voi này. Bạn chơi gì đây? Chúng ta sẽ làm một cái chuỗi thua nhé anh em ơi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em sau chuỗi thua. A few moments later. Hai anh em và đây là mình sau chuyện thua, mình có bạn floor kia. Mình khóa lại. À, một tí đấu sĩ nhỉ. Thôi chơi đùa đi thôi anh em ơi chứ. Đấu sĩ bị counter liền, Nếu thì trận này mình đang có một cái huân chương hải thần kia, đang chưa biết đánh thên hay là đánh voi đây. Thường thì huân chương hải thần mình chỉ kẹp với một trong hai cái đấy thôi, nên là đang cân nhắc xem nên kẹp với cái gì nhé. Ôi cái gì ấy nhỉ, thên đi, biết đâu lại có câu chuyện gì hay ho ở đây. Vẫn còn đấu sĩ nhá, bán thần cho vào này. Ta giữ một bạn đấu sĩ lại nhá. Bạn này vứt đi này. Thú này mình muốn giữ là một bạn này. Công thủ bạn này chắc không cần này. Bạn này không cần này. Mình giữ lại mấy bạn này không. Bạn này Noman này mình giữ lại đấu sĩ được này. Bạn này bọc này. Hai bạn thú giữ lại được. Noman bọc. Ok chúng ta chặn tạm thời chơi này nhá. Floor mình sẽ xin được luôn. À có một cái mình muốn thử. Là mình muốn thử lại cái trò mà bán thần kẹp với vo, không phải voi mà là kẹp với cả kẹp với thên đi anh em. Thên thì nếu mà kẹp bán thần nó có 25 mana khởi động này. 25 mana khởi đầu này thì nó sẽ có thêm 35 mana của bán thần nữa là 60. 60 thì cần 20 với cả 20 nữa là chắc thêm một cái thương, một cái choi gì đấy. Chính xác cái choi mình cần luôn, chắc mình cần cái choi, mình cũng cần hai kết này cũng được. Nhưng mà thôi mình lấy choi trước nhá. Đó thì như này kẹp với thên này là con thêm sẽ bổ được luôn, nên là mình cũng khá thích. Nhưng mà lại ra thú anh em ơi. Giờ nhỉ. Anyway mình sẽ bỏ đạo sĩ đi này. Mình ra tận 4 con thú rồi. Khó nhằn nhỉ anh em nhỉ. Ra tận 4 con thú rồi. Chín chán à. À đuôi mình chắc không chết đâu nhỉ. Chết. Ê, mình đánh thên kẹp với hai đồ này cũng được anh em ơi. Thế mình có thên mình cho con thên này đập bùm bùm cũng được nhé. 20 à, 25 à. Thế cần thêm một đồ 20 mana nữa không? Mình có tính sai đâu nhỉ? Cần thêm một đồ 20 mana nữa thì con thêm sẽ ulti được đúng không? Đây mình muốn cho hai con floor, đi em. Thêm một tướng nữa mình thêm đồ sĩ vào sau nhé. Bây giờ mình muốn thế nào nhỉ? Bây giờ nhá, nếu mà ba ma tộc thì chúng ta sẽ kẹp đến một con thêm và sáu thú. Thì con thêm có 25 mana, chúng ta sẽ cần 75 mana để nó ulti. 75 mana, chúng ta ở đây có 40 rồi, chúng ta cần 35 nữa. 35 nữa chúng ta sẽ cần một cái 40 mana anh em ơi, hoặc là một cái. Thì con này sẽ không cầm được hai kết à? Thế thì lấy gì nhỉ anh em nhỉ? Lấy
kết hay lấy gì nhỉ? Voi hiện này còn bao nhiêu con? 13 con. Trận này chắc không đánh voi rồi anh em ơi. Trận này chắc là... Như này thì chắc là đánh... thú chắc rồi. Rất nhiều thú. Thôi rồi từ từ rồi khoai sẽ nhừ anh em ơi. Từ từ xem cái nào mình nghiên cứu mình pick tướng tiếp nhé. Giờ vẫn đang chưa chưa định hình được cái đội hình lắm. Chưa hình dung được đội hình lắm. Cái thế bạn trước bạn ấy mất cái chuỗi chuỗi thắng của mình. Đấy, quả tướng như này thì mình vẫn tự tin mình thủ được thôi. Không có gì. Chưa gì đặc sắc lắm. I can lose when I'm with you. How can I smooth over me? Tired of your intentions. Running is running out when I with you. When I'm with you. How can I smooth over me? Mà lúc ba đủ điểm khá là ok này. Chắc đánh thử một phát nó ulti tầm tầm một phát thôi. Bốn đấu sĩ rồi cho tạm bốn đấu sĩ rồi nhé, cho anh thử bốn thú bốn đấu sĩ không cho yếu anh em ấy. Nhớt cho con lau gầm này ngon. Chấm hoàng à. Mà lúc đứng này mình xấu thế. Không ok anh em ơi, khéo cho hai con floor xin luôn khi còn uy tín hơn mà lốc này. Lốc này để không. Mà lốc này đần quá anh em ơi. Thôi. Hai con floor gánh team đi. Hai con floor xin được luôn mà anh em. Cho con lao con này cho con thế à, lấy chuyện một đi, cho lau nhé, cho lau ba đồ đi. Mà lúc này làm cảnh thôi anh em ơi, không chơi được. Lau này có thêm kích thêm thú hay kích thêm gì đấy chứ. Con này nhảy nó không chết anh em ơi. Mà nhảy nó không chết thì anh em thì có nghĩa là tướng địch con sống. Mà tướng địch con sống thì nó rất là dở. Nên là mình cân nhắc là mình sẽ chưa chơi được mấy bạn này anh em ơi. Chờ một tí nữa. Làm một tí nữa mới chơi được. Tí nữa chúng ta sẽ có thú vào này. Chúng ta có Maloc 2. Lúc đấy chúng ta mới chơi được anh em ơi. Maloc này cho vào cho đủ đấu sĩ thôi. Chứ bây giờ chưa được cái ngữ cảnh gì đâu. Chưa được tác dụng gì cho cuộc đời đâu. Đây nhảy được một phát này. Không có đồ nó vẫn nhảy được mà. Chứ có đồ vào để làm gì đâu. Đồ nhảy hai phát đâu. Đau đi một phát. Chết. Không chết. Thua 2 à, lại đến cái giai đoạn khó rồi anh em ơi. Đến cái giai đoạn mà máu tụt không phanh rồi. Thủ thêm một vài vòng nữa mình sẽ bán mấy bạn đấu sĩ đi kia đi nhé. Bán này đi trước rồi cho đỡ phiền hà. Mình chỉ cần một bạn teo để mình cầm máu trong lúc mà mình chưa có Maloc 2. Chưa ai có teo anh em ơi. Ok mình sẽ cầm máu teo được. Lúc này thì lấy đam thôi. Hai con floor 1 hơi cùn. Floor 2 được ngon. Thua thêm 2 trận nữa không? Có bắt ta.
Khó quá ta. Floor 2 này. Và mình xin trước này. Lau ulti được này. Ok, ulti đẹp này. Choáng là phát này. Lau ulti một phát nữa này. Lau lau một anh em ơi, quả này mà thực ra lau hai cũng uy tín hơn ấy. Cho mình cho lau hai quả này nó cũng ok đấy chứ. Không sao, chuỗi thua tiếp được. Ulti một phát được này. Dính truy hồn, không chết. Ok, thua hai tướng. Một cái giáp phổ mệnh vẫn chấp nhận được. Chấp nhận được anh em. À, còn thiếu con Daxi nhá, anh em nhớ quên đừng quên con Daxi nhá. Đừng quên tên anh, đừng quên đôi môi ánh mắt hay giọng nói chậm lại. Ông em yêu bánh nhá, đôi mình cười mỗi khi đau. Nếu yêu thêm lần sau thì em hãy xin đừng quên đến anh. Và anh không. Trong mỗi đam của con đối thủ này không có đam của mình này. Rồi, quên mình. Đấy, lau vành đam rồi anh em. Không kịp nhìn nữa nhưng mà còn nhìn kìa, nhìn nó còn lau vành đam đấy. Chắc lắp cái chuỗi thua ở đây à. Ok, không sao. Nhớ Daxi nhá anh em nhớ. Đừng quên Daxi, đừng quên tên đăng. Đừng quên đôi môi ánh mắt hay giọng nói chậm lại. Local. Đây là bỏ con đấu sĩ đi hơi sớm không nhỉ. Nhưng mà cũng để làm gì đó anh em. Cho thú vào dần chứ. Kỳ quá ta. Floor 2 cầm máu được, NPC bán đi này. Ô lại con Vera. Silica cho vào Silica vào cầm máu nhỉ. Silica cầm máu ok đấy chứ. Đồ cũng không phải xấu quá Silica đâu. Vera biết đâu hai Vera 2 mình cho hai con. Cho Vera 2 cho chơi được. Tạm thời một con Celica đi, hai đồ kia. Sáu thú rồi này. Nhưng mà không có tướng mà chơi à. Trông nó hơi bị làm sao ấy. Trông nó cứ sao sao ấy em ơi. Trông nó không không được ổn áp cho lắm nhỉ. Thì nó có vấn đề đó. Ấy QC. À si bà. Cho con QC mà được mà. Ok ma lốc còn nhảy được này. Né được tí đam. Quét nộ được này. Sáu thú anh em ơi nhưng mà chủ lực thì chủ lực một. Chủ lực thì chủ lực một. Ma lốc nhảy được một phát nữa đẹp này. Mày qua vẫn nhảy được, nhảy thêm phát nữa. Hai phát nhảy đẹp này, ok. Sống anh em ơi, vẫn sống. Chúng ta sẽ cần thêm một con ma lốc 2. Chúng ta rất cần ma lốc 2 ngay lập tức. Ngay lập tức anh em ơi. Lấy được thủ. Cần ma lốc 2 luôn anh em ơi. Chúng ta sẽ phải thay một con này đi bằng một QC, một thay một con này đi bằng một con Lily cũng được, không thích lắm. Teo 2 này, chúng ta đây này PC trước đã này. Ok nha, ok nha. Và chúng ta sẽ có thêm một con ma lốc nữa chăng. Và hai con ma lốc, hai con mỗi con cầm một cái ngọc đại chăng, mỗi con tanh một bên chăng. Thế này cũng được anh em, tạm thời này nhá, không biết nó không biết ném từ gì này lên. Pháp sư bốn thú, ok đủ rồi. Sao con teo mình bị choáng nhỉ? Ai choáng bạn teo mình vậy? Teo đáng đáng yêu của mình mà sao ai bị choáng nó đấy nhỉ? Ok, nó có đi rồi. Ma lốc còn một giáp một mệnh nữa này. Teo ulti một phát được không? Không được. Nhảy phát cuối, ok chết. Chết. Cần ma lốc 2 quá anh em ơi. Yeah.
Đây rồi, may quá. Thì chúng ta sẽ cho tạm một bạn này vào nhé. Ô, không kích được pháp sự ở đây đây. Ok chưa anh em? Ok chưa, con này tanh góc này chứ làm gì đâu. Con nó xuống đáy đi. Ôi, nó bế lên được. Con thanh cao không sợ anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ, bây giờ sẽ chiêu chiêu và chúng ta sẽ lên lên cấp thôi nhá. Cấp thì cấp xong mình thêm một tướng nữa thì mình bỏ con rồng này đi được. Để nó cho tạo con rồng này, biết cho con gì. Rồng cho vào làm cảnh thôi anh em ơi. Quét nộ được này. Ma lốc nhảy được 2 phát này. Ma lốc nhảy được 3 phát này. Ma lốc nhảy được 4 phát này. Giờ này mà con thên thì đúng điên luôn. Giờ này con thên đúng đẹp luôn anh em ơi. Con thên nó vào nó đủ slot cho mình. Bỏ con rồng đi. Tên tạm lấy ly cũng được. Lấy ly thì cũng đỡ con rồng bên và lấy đi nữa. C2 không cần đâu. Đã... hơi cần. Thôi không cần đâu. Tốn tiền này. Tốn tiền lắm. Cứ xem cái này tanh được này. Này tanh đi, lên tanh đi. Red 2 là tanh được rồi. Khá nhiều Narcot nhé. Narcot toàn Narcot giữa rồi mà. Toàn Narcot giữa, quy giữa. Không có gì đâu anh em ơi. Con rồng này sẽ đẩy nó ra. Rồng này mà thổi được là thổi cũng đẹp này. Thổi đẹp được rồng ơi. Ơi không đẹp rồi. Chắc thổi chết được con voi này. Mà lốc nhảy được này. Okay, mày được cái khó hai giáp của mệnh mình sống được là... mà lốc nảy đam ok. Ok em ơi. Bạn này đi. Bạn đi. PC không cần đâu. Ta không cần PC ở đây đâu. Hôm nay không phải là ngày của PC. Đã có con teo 2 cầm máu được này, chúng ta vẫn còn đồ hai cái này cho một cái con thên, một cái cho con ma lốc là vẫn ok này. Ta cần thêm rất nhiều choi này. Cần thêm hai cái choi nữa. Hai một cái sách thánh, hai cái choi nữa. Ma lốc chắc là ma lốc cầm cái này và con thên thì cầm cái này thôi. Hoặc là con thên cầm cái thêm rất là mạnh cũng được. Nhưng mà đang chờ rất là chờ thên anh em ơi. Chơi thên được uy tín. Thế sao mình muốn lên luôn nhỉ, lên từng 24 máu là cũng hơi rủi ro này. Khi lên 6 thú luôn anh em ơi, bỏ con rồng này đi. Rồng này đi, thêm 14 vàng cộng 4 vàng là 18 vàng, là 60 vàng, 60 vàng cái kia 32 là 48. Còn 12 vàng này cũng được anh em ơi. 56 à, tính. Luôn đi anh em ơi. Vội lắm này. Đồ này ta tặng con Red này nhé. Vội anh em ơi, đến lúc vội rồi. Ok, toàn Narcot ở chui ở giữa thôi. Đấy, không sợ anh em. Ta để một góc cho con Narcot chui vào nhé. Narcot sẽ chui vào góc, cái góc đẹp đẹp vào đây. Floor đừng xiên vào con kia của mình. Đừng. Quét nộ đi em. Ok, hồi lại máu đi em, làm gì đi. Xiên chết này. Đừng bảo nó xiên hết nhá. Má nó xiên hết của mình cơ. Thấy nhờ con floor này. Anh em. Xong cái nhà vẫn chưa bóp nấp con floor đi nhỉ. Kiểu lẽ ra đầu game gánh được rồi nhá. Thì late game phải bị nớp đi một tí chứ, nó xiên cả con... bực lắm. Xiên hoài vậy. Choi, xin cái choi. Ok em ơi, đang chờ con thên. Đã chờ con thên, chờ con choi cho xử con kia không? Cho nó xử con nào. Một phát rôn. Eco một chút nha anh em nhé, chúng ta sẽ cho con Teo Anas. Teo lại sống dai hơn, QC sẽ có cơm lặng. Floor mình gặp rồi đúng không? Đây mình còn gặp bạn này thôi đúng không? Bạn này thì mình gặp có sợ không nhỉ?
Không sợ lắm, em không sợ lắm. Không sợ đâu, không sợ đâu, không sợ đâu. À này, không có Narcot này. Floor xiên được không? Ghét rồi anh em ơi. Con floor này nó bị làm sao ấy. Thề luôn anh em ơi, con floor này nó bị làm sao ấy. Em phải làm gì nấp con floor này đi. Dần đi chứ, trời ơi. Nó cứ làm việc hết cả team mình à. Em tưởng tượng một con 4 vàng, một con 5 vàng. Em cho vào phát con floor xiên nữa phát. Úi rồi đi luôn. Thế chơi gì anh em. À, không thua đoạn kia nữa. Thế nhỉ? Thế nhỉ? Thế hai đi. Thêm hai tướng cho nó bị tí lên em đi. Còn hai góc đi. Mình có đủ đồ mà, mình đồ xịn là nó ấy chứ. Can lose and I'm with you. Can I snooze or waste a minute? Time to waste intentions. I will see my destiny in the end. Like it. And I'm with you. Bạn Doom 2 làm gì vậy bạn? Chơi Man Doom 2 này mình phải làm gì vậy? Rồi, ban đung nó trôn cho đúng là ngu mà. Đúng là ngu mà. Hai con ma lốc tanh ok quá anh em ơi. Hai ma lốc này đúng uy tín luôn này. Chỗ nào cũng nhảy được. Nhạc nào cũng nhảy anh em ơi. Ôi 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 đừng 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 có ma nhạc nào. Cay không, cay không. Ta phải làm gì đây, chúng ta cần von cát ngay lập tức. Đúng vậy. Ta cần con cát là luôn anh em ơi, chúng ta đến lúc phải dồn tiền vào đi tìm con cát này rồi. Nhưng mà lại không tìm ra. Nhưng mà chúng ta sẽ quyết tâm tìm một lần nữa và chúng ta không tìm ra thật. Đấy, ta đọng PC này vào. Đó, PC là thay. Cracking lên đây. Trông nó hơi ngu cái này thôi nhưng mà nó vẫn hợp lý anh em ơi. Trông hơi ngu nhưng vẫn hợp lý. Một con ma lốc choáng thì vẫn còn một con ma lốc nữa. Ma lốc kia chắc là chết rồi. Ôi không nhầm nhầm phát tiếc thế. Ta không được chết pha này anh em ơi, không được chết pha này. Ok mình vào kia luôn. Vào luôn không được thì được. Gần được. Này cho QC tiếp nhé. Ủa chúng teo nhiều đám này thôi cho teo. Tích thêm 20% cầm lặng được quyết đâu hay. Ok cũng sống thêm pha nữa may quá. Chưa gặp ai đấy, chờ em mãi, chờ em từ chiều. Thế thì chúng ta sẽ bán con Chrissy này đi này, chúng ta cho con này vào đây này, và chúng ta sẽ cho thêm con này vào đây này. Ok chưa, ok chưa. Cát này, Correct này. Phoenix ở đây, con này cho con cát này, cho con cát, cái này cho con cát và cái này cho con Malok. Ok chưa anh em, tạm thời là vậy. Tạm thời là vậy anh em ơi, chúng ta cho con này vào đây. Một cát thêm con nữa này. Most down. Ok. Về lại trên trời một thêm nữa. Mắc bình. Chi hồn nó cho con này cầm con này. Cái này trong Vera không? Con teo cũng ngon, teo ulti được đẹp. Trời. Con tới trước sách thánh, nó cần một cái sách thánh. Và cần con thêm. Mặc dù thêm một thì chưa chắc đã khỏe. Con teo 2, con teo 2 cầm chi hồn cũng khá là ok. Lock chưa lên. Cái này bỏ đi. Thêm một shot tướng, có luôn. Rồi chúng ta bán một con PC anh em ơi. Rồi chúng ta bán một con PC rồi này đúng không? Chúng ta sẽ phải chơi thế nào pha này nhỉ? Dạng rồng này hả? Chuyện này chơi không chơi được thêm rồi anh em ơi, chúng ta phải chơi PC này. Ly này. Các thứ này. Lại phải đứng trên, lại đứng trên. Trên đây. Thường ở góc kia thôi, ok. Narcot vẫn chui được vào góc này này. Uy tín nha. Uy tín, vẫn uy tín. Dòng này vứt. Narcot chui góc kia đẹp quá bạn ơi. Chui đúng cái góc mình cần đấy. Con cát chưa có sách thánh này nhưng mà vẫn tanh được cho mình khá là ok. Con cát 2 mà anh em. Tanh được anh em ơi, tanh được. Bạn này đi. 2, 3, 4.
mà lốc sao lên 3 anh em ơi. Gắng cái tiền Kamavinga có thua không? Kamavinga thua rồi, chúng ta còn thêm bạn kia cầm hết tên mình anh em ơi. Cần ta ăn thêm. Ra phải đấy, ra phải phạt, bốp một phát vào mặt bạn ấy, cho bạn ấy ngất luôn, sách thánh. Anh em hiểu cái vấn đề chưa? Anh em hiểu vấn đề chưa? Hiểu vấn đề chưa? Lily cầm cái đồ này được không? Một câu hỏi tu từ. Thế này thế anh cầm đồ này cho anh. Nhưng con thế này chắc cũng không làm việc nhiều đâu. Góc mình muốn con thế mình bổ góc nào nhỉ? Góc truy hồn này. Chéo chéo một tí mà đúng góc đây tầm này nhá. Ít chắc tầm này là ok. Mà lốc đúng đây rồi. Ừ, quên mất trong Volcat sang đây cản ăn thêm được. Quên mất. Không sao nhỉ. Nakot ulti đẹp quá nhỉ. Malok nhảy được. Quên đấy, bởi vì mình phải cho con Volcat sang đây cản ăn thêm. Nakot bên kia làm việc tốt quá. Tốt đấy, làm việc tốt đấy. Cho Malok sang này nhá, xong rồi cho con kia sang kia cản thêm. Thêm mình có bổ được phát nào này. Không sao. Tiếc là trận này mình đã có đồ mình chơi thêm rồi nhưng mà không phần trăm đam anh em. Không sao, trận này chúng ta siêu sao nó nằm ở đây trận bá rồi, hết xử tiền. Siêu sao nó nằm bên này cơ anh em ơi. Chúng ta sẽ bỏ cái con thêm này đi nhá. Con thêm nó vô dụng quá. Nó sẽ có tác dụng một tí nhưng mà không anh em ơi. Và chúng ta sẽ cho con rồng này vào giữa được này. Sẽ cho con rồng Malok vào giữa đi. Và cho con cát bên đáy bên này, con này tanh bên này, con này tanh bên này, con này tanh bên kia. Rồng thổi thẳng giữa. Nakot chui vào góc. À bạn không có thương. Được cái bạn em không có thương em ơi. Ta sẽ để con này sang bên này. Rồi, này cản con kia này. Ui, con Malok mình đừng. Nghe sao đèn thế nhở, con Malok ba ơi. Vẫn nhảy được em ơi, vẫn nhảy được. Vẫn là một dancer. Anh ta vẫn là một con dancer anh em ơi. Vẫn nhảy được một phát. Rồi, làm gì có chuyện mà con Lily choáng được con Malok mình hai lần đúng không? Làm gì có chuyện đen đấy đúng không? Không thể nào đen đấy được đúng không? Trận đấu có vẻ là kết thúc rồi. Đã có Chrissy. À, nếu mà chúng ta thích. À thôi, chơi thế rủi ro. Mình đang định bảo là cho con teo nếu mà bắn thẳng được luôn. Mình sẽ cho con teo mình ngắm thẳng mặt con thẳng mặt con ấy luôn. Bắn thẳng mặt cái con thên luôn, nếu mà con thên không có choi. Nhưng mà mình nghĩ hơi rủi ro vì đồng ba. Mà lúc này sang bên này một chút, một ô đi. Dòng thổi chéo chéo góc này một chút nhé, mình thích thấy luôn. Kinh nhỉ, dòng phun đồ à, đã cót cầm truy hồn này. Kỳ lạ quá ta. Mà lúc nhảy được né ra con dòng này, ok không? Né ra con rồng liền chứ còn gì nữa. Né ra con rồng liền. Rồng ba à. Rồng ba với chúng tôi anh em ơi. Rồng ba đánh nhau với Malok ba gì. Anh ta vẫn là một dancer thôi. Ok anh em ơi, 63.000 đam. Đam to đấy, đam khủng bố đấy. Không ăn thua anh em ơi à. Vậy thôi anh em ơi, với mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu anh em thích cái clip trên của mình thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Alright, bye bye.